nay tao không đến đây thì mày định làm vương làm tướng à? Tiền đâu mà cho mày? Tiền tao bảo nó cho nó để nó đi chơi bạn nó rồi. Thứ mày làm được cái gì? Mẹ, con có phải là con ruột của mẹ không? Tao. Mẹ, mẹ đến đây có chuyện gì đấy ạ? Hôm nay tao không đến đây thì mày định làm vương làm tướng à? Mẹ nói gì con không hiểu ạ. Mày tự vấn lương tâm của mày xem. Đây, mày nhìn anh mày đi. Chỉ vì nó không có tiền, không có nhà nên đến bây giờ 35 tuổi nó có lấy nổi vợ đâu. Còn mày, mày nghĩ mày mua được nhà là mày đã ngon hả con? Nhưng mà đấy là tiền của con kiếm ra. Con mua nhà thì có gì sai mà tại sao mẹ với anh lại trách con ạ? Cái con bất dạy này. Bây giờ tao hỏi mày, mẹ nuôi mày 20 năm. Bây giờ mẹ không có nhà, mày lại tự ý bỏ tiền để mua nhà cho bản thân mày. Như thế có được không? Đúng là nuôi mày 20 năm, phí cơm, phí gạo, phí tiền, phí của, đã được tích sự mẹ đi. Đấy, đúng rồi. Mày thấy mày đối xử với anh mày như thế có còn lương tâm không hả? Anh em ruột đi ạ. Tại sao mẹ không hỏi ngay từ lúc đầu mẹ đối xử với con như nào, đối xử với anh như nào? Con mừng mẹ ăn cơm. Con mời mẹ ăn cơm. Mẹ ăn cơm. Ăn đi con. Này. Lớp con sắp đi du lịch. Con không biết lên đi không nhỉ? Đi chứ con. Con cứ đi. Hết bà tỉ mẹ cho. Mẹ con đúng là số 1 luôn. Yêu. Mẹ ơi. Mẹ cho con tiền để con mua sách bài tập đấy hả? Tiền đâu mà cho mày? Tiền tao bảo nó cho nó để nó đi chơi bạn nó rồi. Mẹ có tiền cho anh kia đi chơi, sao mẹ không cho mua sách bài tập ạ? Con mua sách là để con đi học mà. Mày học nhiều để làm cái gì hả? Con gái học lắm cũng như lú bị rời, ăn cho lắm rồi tốn đi. Tiền ý để cho anh mày, được chưa? Mày cũng phải chịu khó đi làm kiếm tiền để phụ cho anh mày gì ăn chơi và học, được chưa? Đàn ông nó mới cần học nhiều, đàn ông mới làm được trông to việc lớn được. Cái đứa mày làm được cái gì? Đúng em ạ, học làm gì có đầu to mắt chỗ. Anh Kiên có thành ra như bây giờ cũng là do mẹ nùng chiều anh Kiên quá đáng đấy ạ. Mày giỏi lắm, mày bây giờ thì hay rồi. Mày nghĩ mày làm ra tiền nên bây giờ mày coi người ta không ra cái gì đúng không hả? Mẹ quá đáng vừa thôi. Mẹ thử nghĩ xem, từ bé đến giờ lúc nào mẹ cũng thương anh Kiên, chiều anh Kiên hơn con. Con cũng không trách mẹ, nhưng mà dù sao con cũng là con ruột của mẹ cơ mà. Ngày ấy mẹ ép con phải bỏ học rồi cưới một cái ông già 50 tuổi để trả nợ cho anh Kiên, nhưng mà con không đồng ý thì mẹ đã đuổi con ra khỏi nhà. Bây giờ con bụng bầu 7 tháng rồi, mẹ với anh Kiên đã hỏi han hay quan tâm con công nào chưa? Là do mày. Tao nói mày có nghe đâu, bây giờ khổ thì mày phải tự chịu, kêu gì. Mẹ nhìn anh Kiên xem, anh Kiên 35 tuổi rồi mà vẫn chưa có công việc ổn định, lúc nào chơi bời lêu lỏng, thế mà mẹ vẫn còn mặt mũi đến đây để xin con tiền cho anh Kiên tiêu xài hả mẹ? Tao. Mẹ, con có phải là con ruột của mẹ không? Ai mới là người gửi tiền cho mẹ tiêu pha hàng tháng để cho mẹ không phải suy nghĩ gì cả? Ai mới là người hiếu thảo với mẹ? Mẹ không thể nhìn ra hả? Tao nói cho mày biết, nhưng con gái thì cũng chỉ là bát nước đổ đi thôi. Mẹ quá đáng vừa thôi chứ. Tại sao mày bỏ tiền ra đi mua nhà làm cái gì? Mày lấy chồng thì mày phải bảo thằng chồng mày nó đưa tiền cho mày mua nhà chứ. Sao ngu đi bỏ tiền túi của mày ra? Đáng nhẽ cái tiền ý mày phải đưa cho anh mày để anh mày mua nhà, anh mày có tiền để mày lấy vợ chứ. Đúng là ngu, không ai ngu bằng mày. Tại sao mày đối xử với con như thế? Này, nãy giờ hơi quá đáng đấy nhá. Mày chửi tao thì được, nhưng tao cấm mày ăn nó mất dạy cả mẹ nghe chưa? Ôi trời ơi, trời cao đất dày ơi. Ra đây mà xem này, nuôi nó lớn bằng ngần này, đủ lông đủ cánh rồi. Nó coi mẹ nó, coi anh trai nó không ra cái gì. Mày bôi do chất chấu vào mặt tao để xem mày sống được không. Mẹ ơi, nó biết sao ấy? Kệ nó, nó giả vờ đấy. Đi về nha mẹ, nhìn lên mặc xác nó. Từ giờ mẹ không có đứa con nào như nó. Còn nó ấy, nó mà không bán cái nhà ấy cho mày tiền ấy thì nó không xong với mẹ đâu. Đi về con. Mẹ, cứu mẹ. Chị ạ, em cũng khỏe rồi, với cả em cũng muốn đi làm.
làm để gặp mọi người trong khuây khỏa. Cố lên nhé, đừng nghĩ ngợi nhiều. Vâng ạ. Chúc mừng bạn đã chứng giải thưởng yêu bản thân. Quà của bạn là một sản phẩm làm đẹp của thương hiệu nổi tiếng và uy tín Covino. Mình có tham gia chương trình gì đâu nhỉ? Chẳng nhẽ là lừa đảo. Viên uống làm đẹp da tảo sâm gồm các dược liệu quý như là tảo xoắn spirulina, tảo lục chlorella, glutamine, tinh chất cần tây kết hợp với hoạt sâm tố nữ, collagen giúp làm đẹp da, sáng da, giảm nám, sạm. Một ngày sẽ uống 2 viên. Kết hợp với bôi kem chống nắng Red Skin Sun Cream giúp bảo vệ da dưới ánh nắng mặt trời, chống lại các tác động của tia UV, giúp trắng sáng da, giảm nám và sạm. Ngoài ra, Red Skin Sun Cream còn có tác dụng là tăng độ ẩm và tăng độ đàn hồi cho da. Kem trị nám Red Skin Night Cream dùng vào buổi tối trước khi đi ngủ. À, em xin lỗi chị ạ, em làm việc ngay đây ạ. Từ hôm nay em chuyển lên phòng kinh doanh làm việc nhé. Em được lên phòng kinh doanh để làm việc ấy ạ. Em sẽ phụ trách chính các sản phẩm em đang dùng: tảo sâm, kem chống nắng Red Skin Sun Cream và kem dưỡng da ban đêm Red Skin Night Cream. Kết quả là ngoài sự mong đợi đúng không? Ồ, tại sao chị biết là em đang dùng những sản phẩm này ạ? Chẳng nhẽ món quà đó là... Em cảm ơn chị nhiều lắm ạ. Nhưng mà
Tại sao Hiện đối xử tốt với em như thế ạ? Bởi vì chị cũng có hoàn cảnh giống như em, cũng bị xem thường vì là con gái, với cả cũng bị cướp mất đứa con mà mình chưa kịp nhìn mặt. Nhưng em ạ, càng bị chà đạp, mình càng phải mạnh mẽ vươn lên, phải thật đẹp, thật hạnh phúc, phải ngẩng cao đầu sống cho đàng hoàng. Cuộc đời này công bằng, cho đi bao nhiêu, em sẽ nhận lại được bấy nhiêu. Điều kỳ diệu.